Quý vị xa xa kia là chị Tuyết nè, quý vị ngủ ở ngôi nhà mồ nè. Hôm nay em ghé thăm bà. Hello người đẹp. Em đây nè. Em làm gì vậy? Hôm nay mua cơm lên cho ăn nè. Đây. Mua bánh mì, đừng mua cơm nữa. Không, bánh mì ăn nhanh đói lắm. Đây. Đó lì đá đó. À, lì đá không. Đây, một hộp bánh trung thu Như Lan đó. Đó chú $5 tặng á. Kéo áo lên lộ hàng. Đó. Hôm nay chú $5 tặng bánh trung thu nè. Bánh trung thu Như Lan luôn. Dạ, tôi đang đi đặt cho đàn ông khác nữa. Trời ơi, đang quay bả lên cơm quý vị. Bà mua nước cho uống. Mua cơm cho ăn. Đâu mà mày mua hoài vậy? À, nước suối của em. Suối anh. Này phải nước ngọt không? Đó, nước ngọt đó, trà đó. Không phải nước ngọt đừng có đưa nha không. Bà không thích uống nước suối hả? Thích uống nước ngọt. Nó uống nhiều không có tốt. Thấy á. Lái bịch ra. Không phải nước ngọt đừng có mua. Mua nó hao tiền, tốn tiền, tốn tiền người ta nha, tốn tiền tiếc đâu mình tiếc lo. Người ta mua ít quá, đừng có mua. Đó chú Năm tặng bánh trung thu luôn đó, rồi mua cơm mua nước cho ăn luôn đó. Đừng mua cơm nữa nha không. Chứ mua gì, bánh mì ăn nhanh đó lắm đâu nè, không mua. Vậy thích tôi bánh mì hơn hả? Vì tôi cúng mà không có ăn cơm. Trời mà. Có vàng ăn cơm, có vàng tốt trời thì ở đây người ta ừ đông lắm. Trời ơi, bà nói chuyện. Bà nói chuyện mà bất lực luôn quá vậy. Ở nhà ngày mai chịu nổi bà không? Kéo áo lên lộ hàng kìa. Gái đứa gì đâu mà bánh trung thu đó mở bên kia kìa, ăn cơm trước đi, ăn bánh trung thu mở cũng ngược đời nữa. Bánh trung thu có hai cái, ừ. Hai cái đừng có đưa nha không. Cái lấy hộp về không. Sao không để hộp cho đẹp, bánh trung thu đừng chở cho xong luôn nha không. Trời ơi. Chở, nhắc, xíu, đó hôm nay chú $5 bị tài trợ mua hai bánh trung thu Như Lan cho bả luôn nè. Một bánh thập cẩm với bánh gì quên, đậu xanh dừa gì quên rồi. Rồi nói mua cơm mua nước. Đứng. Nói gì vậy? Nói cái thằng mà kêu đưa lắc nhắc chút xíu đem ra hoài đứng. Sao bữa nay nói trời quá đất vậy mà nói gì không hiểu gì hết trơn á bà nội. Ăn cơm đây chứ uống nước hoài vậy. Đừng có mua cơm nữa nha không. Mua cơm có đập độn với nhau á. Trời ơi. Bà thích bánh mì nha cả nhà. Nhưng mà em nghĩ là mua cơm theo để cho bà ăn cho nó no. Mà bà không thích mua cơm. Ăn cơm đây. Tôi phụ tiếp thế kỷ bao vàng tốt trời sau xuống phủ cho. Trời ơi. Quay bà nguy hiểm quá. Bậy nha. Vàng không phải của anh đừng nói bậy, anh bị phạt vàng tiền đó thì tuốt trời sau xuống phủ. Với cho đàn ông vợ người ta ăn nữa. Đó, là tôi đập, có, phải lại lấy nha. Dạ, Thánh Mẫu. Mày không dám, mày đừng làm việc. Này tên 60 nó thương. Ăn đi, đừng có nói bậy nữa. Ủa kiến quá trời kìa. Gì? Đó, ngay chỗ chân chị Tuyết kìa. Đó, bà ngủ ngay chỗ trời bên hông mẹ đó. Mày không dám đừng có làm gì. Để nó xúc đất cho mặt bồ mày thấy. Mày đi luôn. Cho tao đây chứ giấy đăng tay chụp hình. Trời thề giấy tờ cũng có đăng tay.
tuổi tôi ở đây dám. Tự nhiên bà lên cơn mà nói bậy nó bạ gì quá. Sao bữa nay bà bệnh quá trời, bà cứ rung rung quá trời nè. Mày đâu hết phá là bậy. Còn đập nó đằng anh với vợ nữa. Thôi ăn đây, nói gì đâu, không hiểu gì hết trơn á. Mày không hiểu là mày ngu quá. Đúng rồi. Mày đàn ông ngu đó. Đàn ông ngu mà đã hay vô. Cắm công in tì cho 60 này 60 ăn đúng rồi. Đàn ông có cái hỷ, tao hay gì không? Hay. Không bao giờ mà nó đàn ông mà không có. Ủa nói không ăn cơm mà sao mua cũng ăn? Trời ơi, ăn để nó thiếu nào ăn. Thiêu bỏ không ăn bỏ. Sướng quá mà, đâu phải ai cũng ăn được bánh trung thu Như Lan đâu, mắc tiền lắm. Mua cơm, mua nước cho uống đó. Ngày hôm nay là chú Năm Đô La tài trợ. Sao ăn của người ta mà không cảm ơn vậy trơn vậy? Tiền của mình mình phải cảm ơn, tiền người ta mà đâu cảm ơn hả? Sao chó sủa quá trời à? Cái gì vậy chị Tiết? Hả? Chị bỏ gì vô vậy? Cắt luôn hả? Ừ, cắt chứ vậy, để quầy cho em cái đi. Thôi, đừng có cho. Cho em đi mà. Thôi, về, vậy tay mà cho. Trời, vô tay bản là dễ gì xin được. Cho em ít tiền đi. 10. Chị Tiết đang ngoài xe lái giùm em cái áo đó chị Tiết. Trời đất ơi, mày khùng mà. Trời mưa kìa. Mày khùng mà hả? Trời không lỡ đến nhà người ta kêu lấy cái áo. Nhờ xíu mà không được hả? Chứ người ta mua cho ăn mà người ta nhờ lái giùm cái áo trời mưa mà không được luôn. Nhờ gì vậy hả? Ăn gì dữ vậy, ăn cơm thêm luôn. Ừ, thì đánh lộn với nó đúng rồi. Bà nói chuyện trên trời dưới đất quá vậy. Ăn hoài trên đầu con vợ của mày á, đàn ông. Bà đang chửi ai không biết nữa. Nó xé, chửi chồng cũ hả? Nó xé gà ăn hoài để nó ỉa trên đầu vợ của mày á, đàn ông. Trời ơi, đàn ông gì mà ngu, vợ mà ngu. Ừ, vợ mày đi luôn. Thật đàn bà nhớ không? Biết bà nói ai nữa, nói chồng cũ của bà hay sao? Trước khi ăn cơm là ba hay uống nước sốt trước quá vậy? Nước sốt gì, nước cầu tiêu chứ. Nước cầu tiêu mà uống. Thích canh này là nước cầu tiêu. Trời, bà ăn nói vậy đó. Đã hù cho cô thấy. Ai mà xin bản mặt hồn bà mà bà bố thấy mấy lát đi đi mẹ bà. Chị Tiết. Hả? Chị Tiết năm nay nhiêu tuổi rồi? 50. 50 hả? Chứ không phải 40 nè. Ừ, 50. Chứ sao sinh năm 1960 mà. Dạo này mấy bữa nay đợt này lên là thấy bà bệnh nặng rồi quý vị ơi. Bà nói tào lao với đau không à? Nó hồi sinh mấy miếng bí đi. Vợ đâu chó đẻ. Ai mà xin bẩm mặt lồn mà cho mấy miếng bí. Vợ có thằng này mặt lồn biết, tao chửi vợ mặt lồn biết, chồng nó biết không á. Vợ anh biết. Ơi nói bậy quá. Vợ bậy gì, đúng là bậy gì, thằng ngục. Bà quán cơm mấy mày quý vị phía trước ở toàn là mã với coi cói không nè. Hôm nay trời cũng mưa khá là to luôn. Ngày nào cũng chở hết mà cục cũng bị mẹ mày. Sắp hai ngôi nhà mồi thì tiếp ở là toàn là mồ mã coi cái không nè quý vị. Hiện tại em đến là buổi chiều 4 giờ chiều nhưng mà mưa quá trời mưa luôn.
đây ở ngay chỗ hai ngôi nhà mồ nè, người ta hốt cốt rồi quý vị ơi. Lúc trước mà chú Năm Đô La chưa tài trợ gắn tôn bên hông nên là trời mưa tạt vô dữ lắm, mà bây giờ gắn là nó đỡ tạt. Chị Tiết đây là sinh năm 1960, bả bị thần kinh nhẹ đó quý vị, nặng nhá, nhẹ gì mà nói. Ăn ngon không? Ăn được không chị Tiết? Ngon hả? Ráng ăn đi, lâu lâu mấy ghé hấp môn em quay rồi em tặng đồ chứ đâu có ngày nào cũng ghé đâu. Bà nói chuyện gì đâu, bà nãy giờ bà chửi tục không à. Mưa to rồi kìa, có tắm không, có hứng nước mưa gì không? Có chứ. Hứng nước mưa đi, ăn vô sao cho mà hết mưa đó. Trời ơi, bất lực với bà luôn á. Đi hứng nước mưa trước đi rồi ăn sau. Đây nè chị, hứng nước mưa nè, hứng từng chai như này quý vị. Khi trời mưa hứng đó rồi á, chiều tối là bà tắm ở chỗ này, khu này là bà tắm nè. Chỗ đấy là chị tắm đúng không? Chỗ đấy là chỗ nãy là chị tắm hả? Vợ cho mặt lồn, gia đình nó mặt lồn, vợ chồng nó đi. Nó chửi ai vậy? Chửi vợ, chửi chồng. Đừng có lấy trên đầu đàn ông. Uống nước kìa, uống nước sao không nghẹn, nói gì đâu mà. Nó đừng lấy tiền của tao, mày muốn những cái bậy như này đừng có mua, nhớ không? Dễ mua cái gì? Tao kêu mày mua nước cam. Đưa tiền này mua cho. Mày giống như á, tao kêu mua mày đi mua những cái bậy này, mày mất đền tiền cho tao á. Dữ vậy sao? Bữa sau em sẽ không ghé nữa chị nữa. Kể từ hôm nay là bye bye luôn. Mua mà chê vậy thôi, không có đi mua đừng nữa. Có mua nữa. Mua những cái bậy này đừng có mua nữa, nhớ không? Tao không chịu mua cái bậy này nữa. Thì muốn ăn cái gì? Đã kêu mua nước cam với bánh mì. Nước cam bánh mì. Sao bữa uống coca, bữa uống nước cam. Đừng có mua cơm, cơm phải chỗ rồi. Phải chỗ, đâu ai bán cơm nữa. Trời. Mình phải nhịn đói để mình chiến đấu đập lộn với mấy người ăn cơm gạo của mình. Cũng giảm 60 nè. Rồi anh tiền có 60 vàng tiền cũng chơi. Tại không thích ăn cơm nữa, đừng ăn, mua mua. Sao cũng ăn. Đó, mấy con quỷ cái nè, ăn cắp gạo nó nấu nè. Bà đâu có gạo đâu mà ăn cắp. Có được không? Trời ơi, nói chuyện trên trời với đất vậy đó. Tao tính nãy xây nhà xong rồi. Dạ, nhà chị xong chưa? Em vô nhà, tao về nhà. Đi hết cả nước nữa không? Dạ. Chị đi hứng nước đi. Hả? Trời mưa hả? Ừ. Đầy hết. Còn nhiều rồi hả? Đầy nhiều nước. Ta là bà hứng nước nhiều quá rồi, giờ không hứng nữa nè, toàn chai không à. Nước đầy đầy hết nước. Không biết nào mà lưng không, không có nước nữa. Để một lần tắm là một xô nước đây hả? Nó có ma dẫn ma đi luôn đi. Bà nói chuyện trên trời với đất vậy quý vị nha. Đây là chỗ bà tắm, đây ngay chỗ có chiếu đây nè. Ăn ngon không? Hả? Ngon không? Nào mà dẫn bà có người đó là con đĩ đó, không phải tính cho thằng đàn ông đó nha. Vàng tiền quốc trời sau chúng tôi thành đất ký với thằng cai sĩ đất đó là đất của 60. Thằng đó đưa lại vợ, đưa lại tao đi đập vàng tại Giang Cầm. Chị Tiết có muốn đi về nhà không? Trở về nhà sai xong rồi mà. Chỗ này là chỗ nhà có mưa, đập có mưa về để mà xúc đất, để cái đất. Bây giờ trời mưa nó không có tạt vô là chị Tiết vui không?
đây làm tôn là nên trời mưa không có tạt vô nữa. Biết giờ ai nhập mà nó bậy quá trời à. Tao nó nhập trên đầu thằng chồng nó.